Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay Hồng Loan với Hồ Ly là đến tới cung dương mẫu này là để nhận nhiệm vụ gì? Có thể là Hồng Loan với Hồ Ly chia sẻ vài lời luôn à. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay có duyên gặp bà sĩ tỷ đi ha. Chứ chị đây, chị Hồng Loan Phượng. Thì em lấy chữ Loan của chị ha. Thì hôm nay em biết chị là thơ pháp về những cái phần kinh của địa mẫu, là chữ Loan này là xưa mẫu về bên Trung Quốc, mẫu kể Phụng Loan xuống ha. Thì hôm nay cũng chào cái hậu điển của sắc phàm ở đây ha. Xin xin tao hộ và xin xin trần thao xin xin. Nam mô A Di Đà Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Mô Phật. Ngày hôm nay trở về cung kêu của mẹ mẫu. Yeah. Tháng này là tháng tư ngày 23. Yeah. Thì của mẹ mẫu. Yeah. Cũng cha cũng mẹ. Yeah. Ngày hôm nay giao duyên đừng khẽ Phật Phật của và tất cả mọi người, tất cả và chúng sanh. Yeah. Và mọi người, tất cả và anh em huynh đệ. Yeah. Hôm nay tôi tặng các bạn là một bài bài Phật pháp của mẹ mẫu nhé. Yeah. Thả cùng giao với mẹ hiền, cầu ơn cha mẹ cố giúp cho con trẻ muôn loài, tất cả hồng trần dương thời thời gian, giúp cho tất cả đành tâm thăng thế gian. Xin chào tất cả chúng ta, xin chào tất cả, xin chào tất cả, hiện thảo hồ sĩ đi, xin chào tất cả chúng ta. Con đã nguyện sáu chữ từ bi Di Đà mẹ dạy, giúp cho đời dân chúng sanh và tất cả dương chẳng. Con cầu nguyện đem sức tài ba đời giúp đời. Con cầu xin cha mẹ riêng hoàng phú màu và hãy giúp cho con khờ chung chẳng gian, đàn con của mẹ sự đồ dương thế chẳng gian. Vì nghe lời của mẹ con phải chấp nhận y hình, dẫu đời con có ra sao cuộc đời dương thế, lòng con gian giữ chữ chung nghĩa đáp đền. Công ơn có nghĩa đáp đền, công ơn dạy dỗ sinh thành mẹ cha. Nguyện cầu sao chữ từ bi ơn trên siêu độ sanh dương trần. Sa đô phổ sĩ sinh tất hạ sĩ tổ hóa sản sĩ hoàng phẩy sĩ 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 tất hạ tốt phẩy sĩ sĩ sinh tất hạ sĩ hóa của sĩ sinh tất hạ sĩ là thêm của sĩ. Em chỉ hậu điển của phần của chị cho chị chúc các quý vị phương xa và các vinh đệ chưa từng đi giống như chị em mình thì chị tặng, tại vì em không có nằm bên cái hát ca này được, em hát dở lắm, xong ra em chỉ hầu cái phần của chị được thôi. Hóa chị sụt hồi sĩ thầy bảo sĩ tất hạ sĩ. Ngày ngày muôn năm ba tháng năm chờ gì tiên ban, mẹ cha vô danh con hiền căn gian, gian lo tu học
giúp cho muôn người. Thế giới muôn năm mẹ hiền, đồ cho thế giới bình an, cho tất cả non sông quang hà được yên lành. Thời thao xích cho cô chuyện hả chị Sa? Thì hôm nay gặp được cái sát phàm cái chị nơi đây, em rất là vui và ví và cắt cái phần chân chánh bên trong của chị và những cái người đang làm trách nhiệm trọng trách bên chị, em cũng không dám tiết lộ gì, em cũng kính các ngài hộ xin hạnh thân hệ sẽ tạo hộ xin hậu. Thì em cũng muốn cho chị hầu cái điểm này và để hát lên cho các huynh đệ để nhận biết được cái chị này như thế nào và đang làm việc gì như thế này, rồi các huynh đệ như ở đây như thế nào mà hôm nay mà tại sao mà chị em mình phải ngồi bên cái miếu ngũ hành vạn ba ngũ hành mà không phải ngồi chăng tây cung như mẫu, mà tại sao mình phải mượn cái năm bà này và chị tặng cho một pháp năm bà này để gì cho chúng sanh được đầy đủ giống như năm bà đang ngồi ở đây nhé. Tiên công phu ngựa đã sẵn sàng chiến binh, khi dâng lời mẹ cha ra chung chiến trường, đợi cứu binh giúp nước sông quang hà, để cho muôn người thế giới an vui và giúp cho tất cả được sự bình yên. Từ ngày khoác áo lông bào ra ngoài chiến trận, vâng lời mẹ dạy, vâng lời cha dạy cho con học chữ đời. Hay quá bà con ơi, cho làm cái tay giúp cho đời thế gian thì phải đi sinh cả cuộc đời, dẫu hồn con thân xác xa lìa khỏi dương thế ở chung trần gian, cô vâng lời mẫu mẹ với cha, vâng lời phụ mẫu làm tròn mến linh linh của cha với mẹ ban cho con được tròn nhiệm vụ, nhưng con đâu có thể dám quên lời của mẹ dạy cho tròn, hiểu không? Không có chuyện nào thì hạ cho cô xin thôi chưa. Thì cái này em cũng cảm ơn, thì để cho cái những người mà chưa có đủ mà cái hành trình giống như chị em mình á, và người ta được cảm thông và để gì có những cái việc mà thiện lành á cho người ta đi cũng được, và có những cái sự thiện lành đó để gì người ta tỏ ngộ ra để giúp cho những cái người mà làm cho các phân sự giống như chị em mình, đúng hay rồi, là đúng những đúng cái vinh đệ khác, cô bà ông chú bác, hay là những người mà nhỏ tuổi nữa để bước theo đường cùng hành trình. Dạ. Bởi cuộc đời dưỡng thới chẳng giả, cha mẹ mình là có công đại chính, là công thần thương triều chương thế, bởi chiến xây cho đời con cháu màng ba, nếu bước chân đi cha ông đi trước con trẻ rốt rốt sao cùng, thì phải làm con làm tròn sứ mệnh, phải đứng lên
một sự sống cuộc đời, để làm một đứa con hiếu trung. Khi cha ông được bước đi trước trọn đời, đi xin gì cho đàn con thờ dạy dương dặn. Quyết lòng phải đi xin gì nhiệm vụ, để mai sau con cháu sẽ đứng lên vượt sóng dương dặn, làm một chí đại anh hùng dũng tướng. Mới đúng là con mẹ con cha. Sinh ba hộ sĩ hề, hao cổ hoài sĩ, tất cả hộ sĩ hề thì cũng cảm ơn để chia sẻ về những cái sự của Thiên Liên và cho những đường đi nước bước và những người đang nắm cái lịch trình, thì em muốn chị tặng cho một cái sự bên lịch trình cho các con để nghe. Cái lịch trình học pháp là bên đạo Phật làm con. Dạ, yeah, thì tặng cho cái những người đó ta hiểu được khó xuyên tha chi sao con. Ngày xưa đó một mình cha với mẹ gành gống nuôi con một đàn con dại ngây thơ, thì giữa cuộc đời đau đớn người mẹ ấm tròn khóc hằng, còn người cha nhọc nhằn đau khổ vì đàn con. Phải chấp nhận đi sinh cho con trẻ mình được vui tư sông cánh tốt tươi muôn màu. Nhưng phận sự con trẻ có hiểu đâu lòng cha mẹ. Tôi có lời chơi bài Phật pháp hôm nay, còn cha với mẹ sự sống ngày nay gian lo hiếu chung làm tròn bố phận con hiền. Đừng phụ lòng tình mẹ với cha đã lo cho mình, phải đi sinh cho đời mình hương sắc. Chỉ cần một tấm lòng là chỉ đời hiếu chung. Nếu mình á càng cái sắc đẹp của mình là mình giao du bên ngoài, là mình quên cha mẹ, là mình không còn kỹ thuật. Mình đi xin cái sắc đẹp của mình không màng cái sự sống của mình, rồi mình sẽ quên là cái đường cái chữ hiếu. Mình lo trong nhà, trong cửa cha mẹ của mình, mình lo cúng củ quyền cái tổ của mình, là mình đã đạo con, là một đứa con có hiếu trên đời thế gian này. Là củ quyền là chọn ai? Chọn những một đứa con. Còn những một đứa con nó sung sướng, nó ăn chơi, nó bay bổng, nó giàu có, nhưng chưa chắc hẳn gì mà cha mẹ nhận một cái đứa con đó. Cha mẹ chỉ nhận một đứa con hiếu chung trên cõi đời chẳng thấy, để thử cuộc hành trình có chịu nấu hay không. Không một lời oán than, chỉ trách cho số phận riêng mình. Chỉ cầu trời Phật Di Đà cứu cho những sanh muôn loài, cả chúng sanh bệnh tật, cho tai qua nạn khỏi dương trần. Con nguyện suốt đời ghi tâm lời của Phật dạy con thơ. Năm mươi Đức Phật. Cảm ơn bà pháp của bà chị rất là sâu xa về vừa
tâm lý cuộc đời và vừa tâm lý của cá tấm thiên liên tất cả. Và cho mọi người giống như chị em mình, mỗi giai mỗi tuần mỗi cảnh thì mỗi nhà mỗi nơi chỗ nào cũng có năm xa thì chị em mình phải gặp nhau, phải tự động phải về bên cái miếu như đây phải gặp nhau. Bên kia lễ hội đánh gầm gầm cúng người cúng kiến này nọ, mà tại sao chị em mình phải về bên đây yên tĩnh để chia sẻ những cái gì của mình để cho mọi người biết thêm. Tại vì mình thì đi mình phải học rồi, phải biết thêm nhiều thứ ở trên cho. Mà chị đi mình đó, nhiều người nói đi không biết gì, mà ai kêu mình đi mà ai kêu mình làm thì nọ, mình phải biết mà. Chị chia sẻ cái điều đó cho mọi người. À, đời này á, là đời mặn ba, yeah. Là 2003, yeah. Là năm nay là năm Kỷ Mão, yeah. Này hôm nay đọc một bài là cái tiếng tới, yeah. Năm nay là 2003 năm Kỷ Mão, tới bước đầu năm thầy, yeah. Thì dân chúng ồn ào thấy những tưởng đâu là bình là giới yên, nhưng còn xào xáo lộn chẳng gian thì đời căng kiếp thế gian còn đau khổ mãi mới đâm chìm, nhìn chỉ là nước mắt tuôn dòng thoát ra chẳng có nên đời. Nếu mặt lộ biển công khai thì đất trời báo lực không bà, chừng chỉ kẻ muôn đồ phán gian thì ta từ đây nguyện giấy giấy cầu trông cho tất cả được bình yên. Và những điều chú chị chia sẻ làm cho em nghe được đó, cái cảm giác này á, nhiều quý vị mà đang làm chưa chồng hưởng sự á, em thương cho họ và em cũng không nhắm mình, bản thân của mình cũng tới phiên mình có làm được phận sự giống như chị nói không? Anh Hà tới chừng đó là không được, giống như là chị đang nói ra cũng cũng như là đi học đi hỏi, và cũng đường đời cũng vậy nha, dạ. Để học hỏi để mà cho huynh đệ, để là người ta còn ở trong bóng tối đó, người dạ. ta mới được sáng ra, dạ. Cái này như một cái bài bậc khác này là bên bên địa mẫu kinh mẫu, dạ. Là cũng như là dạy cho những cái người là đang tối già, dạ. À, hoặc là bất hiếu bất trung với cha mẹ, dạ. Hoặc là mình đi sai đường, dạ. Đặng cho người đó phải sửa lại, dạ. Sửa lại nếu biết sửa thì nó sẽ thẻ nhẹ, dạ. Còn không biết sửa là mình mệt, dạ. Nhiều khi cái khác nè, nhiều khi cũng biết không biết, yeah. Mà nhiều khi nó buồn quá, nó cái trời tới đâu hay tới đó thôi, yeah. Nhưng mà cũng phải có điểm dừng, yeah. Chứ nói chung ra cái xác này là cái điểm dừng của nó là nó chậm nhanh, yeah. Nhưng mà nó không nói, yeah. Nhưng mà nó là một cái đứng thanh thanh linh, yeah. Là cái tình thiên liêng của, yeah. Cha của mẹ cũng này là cũng cha mẹ ban cho nha, yeah. Chứ không ai mà tốt lành đâu, yeah. Cũng như là một đứa con hiếu thảo nhất thì cha mẹ thương nhất, yeah. Còn một đứa con nào nhưng mà hoặc là nó cũng nằm gì trong cái đó nhưng mà nó không có hiếu nhưng mà cha mẹ không có sợ, yeah. Đúng không? Không có gì là gì ta thì sinh ta hay sinh không? Đáp chân gì? Chỉ tin một chuyện. Sư phụ hay sư quan sư sư thân hay sư sư mật thầy. Sư thân hạ chư thông phu sư thân hay sư. Sư phụ quan khẩn thì sư sư thân. Khi sư sư thân. Phu sư sư mật thầy. Sư tây cao chư thông hiệp. Vâng.
Anh ta nằm trong lá ổ mà không có đâu, em đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Hôm nay chị có duyên á, chị chia sẻ và có những cái gì bên trong của chị á, dục thúc chị á, chia sẻ những cái ngôn ngữ Việt Nam và có những cái ngôn ngữ của mình á, có những người ta không biết, hay là tiếng Thiên, hay là tiếng Âm, hay là tiếng Phạn, hay là tiếng Quốc ngữ, họ chưa có nằm bên trong trong cái phạm vi của chị em mình. Thì đâm ra tại sao bây giờ nói là các anh YouTube này quay tặng, tại sao có những người mà nói tiếng gì là nhiều quá, trời ơi, dân tại bây giờ nói nhiều thứ tiếng lắm, nhiều người ta nói rất là nhiều thứ tiếng, nhiều khi nói thì người ta không có cho lộ vẻ ra, cho ở ngoài ta biết quá, còn cái phần căn đó người ta biết, người ta nói với nhau là cho nằm trong cái phần căn ta biết, không có lộ cơ mặt không ra. Đâm ra bây giờ em ngồi đâu là những người có phần thiên là em tiếp, em tiếp vừa phần thiên và vừa cái xác xác thân nơi đây và những cái sự gọi là kim thân đi ha. Ôi xì ta hãy xì sợ để thôi, ông này cũng khó lắm chứ ông này không về, ông đâm lực khó lắm biết nè. Ông gì thôi nói gì cũng được rồi, nhưng nói nhiều quá là lại quá, để sau này khi cái xác tôi quay thì ta không thấy được, người ta khảo cái xác tội nghiệp cái xác, chứ không phải là đến đây để phe ai trong người mình và chia sẻ ai ở trong vị trí của cô gái này và bao nhiêu vị ở trong cô gái này, tại vì á không thể nói được. Để hôm nay cho cái cô gái này để hát phát tặng cho các quý vị.